Bấy giờ, cụ thọ thiện hiện thưa, bạch Thế Tôn, khi nào Đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa quan sát các pháp, thì khi ấy Đại Bồ Tát đối với sắc không nhận, không lấy, không trụ, không chấp, cũng không lập ra là ngã. Đối với thọ tưởng hành thức, không nhận, không lấy, không trụ, không chấp, cũng không lập ra là ngã. Vì sao? Bạch Thế Tôn, vì Đại Bồ Tát này ngay lúc ấy không thấy sắc cho đến thức. Đối với nhãn xứ không nhận, không lấy, không trụ, không chấp, cũng không lập ra là ngã. Đối với nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ không nhận, không lấy, không trụ, không chấp, cũng không lập ra là ngã. Vì sao? Bạch Thế Tôn, vì ngay lúc ấy Đại Bồ Tát này không thấy nhãn xứ cho đến ý xứ. Đối với sắc xứ không nhận, không lấy, không trụ, không chấp, cũng không lập ra là ngã. Đối với thanh hương vị xúc pháp xứ không nhận, không lấy, không trụ, không chấp, cũng không lập ra là ngã. Vì sao? Bạch Thế Tôn, vì Đại Bồ Tát này ngay lúc ấy không thấy sắc xứ cho đến pháp xứ. Đối với nhãn giới không nhận, không lấy, không trụ, không chấp, cũng không lập ra là ngã. Đối với nhĩ tỷ thiệt thân ý giới không nhận, không lấy, không trụ, không chấp, cũng không lập ra là ngã. Vì sao? Bạch Thế Tôn, vì ngay lúc ấy Đại Bồ Tát này không thấy nhãn giới cho đến ý giới. Đối với sắc giới không nhận, không lấy, không trụ, không chấp, cũng không lập ra là ngã. Đối với thanh hương vị xúc pháp giới không nhận, không lấy, không trụ, không chấp, cũng không lập ra là ngã. Vì sao? Bạch Thế Tôn, vì ngay lúc ấy Đại Bồ Tát này không thấy sắc giới cho đến pháp giới. Đối với nhãn thức giới không nhận, không lấy, không trụ, không chấp, cũng không lập ra là ngã. Đối với nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới không nhận, không lấy, không trụ, không chấp, cũng không lập ra là ngã. Vì sao? Bạch Thế Tôn, vì ngay lúc ấy Đại Bồ Tát này không thấy nhãn thức giới cho đến ý thức giới. Đối với nhãn xúc không nhận, không lấy, không trụ, không chấp, cũng không lập ra là ngã. Đối với nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc không nhận, không lấy, không trụ, không chấp, cũng không lập ra là ngã. Vì sao? Bạch Thế Tôn, vì ngay lúc ấy Đại Bồ Tát này không thấy nhãn xúc cho đến ý xúc. Đối với các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, không nhận, không lấy, không trụ, không chấp, cũng không lập ra là ngã. Đối với các thọ do nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra, không nhận, không lấy, không trụ, không chấp, cũng không lập ra là ngã. Vì sao? Bạch Thế Tôn, vì ngay lúc ấy Đại Bồ Tát này không thấy các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra. Đối với bố thí ba la mật đa, không nhận, không lấy, không trụ, không chấp, cũng không lập ra là ngã. Đối với tịnh giới an nhẫn, tinh tấn tịnh lự, bát nhã ba la mật đa, không nhận, không lấy, không trụ, không chấp, cũng không lập ra là ngã. Vì sao? Bạch Thế Tôn, vì ngay lúc ấy Đại Bồ Tát này không thấy bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa. Đối với pháp không nội, không nhận, không lấy, không trụ, không chấp, cũng không lập ra là ngã. Đối với pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tán vô tán, pháp không bổn tánh, pháp không tự cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không vô tánh, pháp không tự tánh, pháp không vô tánh tự tánh, không nhận, không lấy, không trụ, không chấp, cũng không lập ra là ngã. Vì sao? Bạch Thế Tôn, vì ngay lúc ấy Đại Bồ Tát này không thấy pháp không nội cho đến pháp không vô tánh tự tánh. Đối với bốn niệm trụ không nhận, không lấy, không trụ, không chấp, cũng không lập ra là ngã. Đối với bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, không nhận, không lấy, không trụ, không chấp, cũng không lập ra là ngã. Vì sao? Bạch Thế Tôn, vì ngay lúc ấy Đại Bồ Tát này không thấy bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo. Như vậy, cho đến đối với mười lực của Phật, không nhận, không lấy, không trụ, không chấp, cũng không lập ra là ngã. Đối với bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, không nhận, không lấy, không trụ, không chấp, cũng không lập ra là ngã. Vì sao? Bạch Thế Tôn, vì ngay lúc ấy Đại Bồ Tát này không thấy mười lực của Phật cho đến 18 pháp Phật bất cộng,
đối với tất cả muôn tam ma địa không nhận, không lấy, không trụ, không chấp, cũng không lập ra là ngã. Đối với tất cả muôn đà la ni không nhận, không lấy, không trụ, không chấp, cũng không lập ra là ngã. Vì sao? Bạch Thế Tôn, vì ngay lúc ấy Đại Bồ Tát này không thấy tất cả muôn tam ma địa, tất cả muôn đà la ni, cho đến đối với trí nhất thiết, không nhận, không lấy, không trụ, không chấp, cũng không lập ra là ngã. Đối với trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, không nhận, không lấy, không trụ, không chấp, cũng không lập ra là ngã. Vì sao? Bạch Thế Tôn, vì ngay lúc ấy Đại Bồ Tát này không thấy trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Bạch Thế Tôn, các Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, không thấy sắc, cũng không thấy thọ tưởng hành thức. Vì sao? Vì tánh của sắc vân vân là không, không có sanh diệt. Không thấy nhãn xứ, cũng không thấy nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ. Vì sao? Vì tánh của nhãn xứ vân vân là không, không có sanh diệt. Không thấy sắc xứ, cũng không thấy thanh hương vị xúc pháp xứ. Vì sao? Vì tánh của sắc xứ vân vân là không, không có sanh diệt. Không thấy nhãn giới, cũng không thấy nhĩ tỷ thiệt thân ý giới. Vì sao? Vì tánh của nhãn giới vân vân là không, không có sanh diệt. Không thấy sắc giới, cũng không thấy thanh hương vị xúc pháp giới. Vì sao? Vì tánh của sắc giới vân vân là không, không có sanh diệt. Không thấy nhãn thức giới, cũng không thấy nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới. Vì sao? Vì tánh của nhãn thức giới vân vân là không, không có sanh diệt. Không thấy nhãn xúc, cũng không thấy nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc. Vì sao? Vì tánh của nhãn xúc vân vân là không, không có sanh diệt. Không thấy các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, cũng không thấy các thọ do nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra. Vì sao? Vì tánh của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra vân vân là không, không có sanh diệt. Không thấy bồ thí ba la mật đa, cũng không thấy tịnh giới an nhẫn, tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa. Vì sao? Vì tánh của bồ thí ba la mật đa vân vân là không, không có sanh diệt. Không thấy pháp không nội, cũng không thấy pháp không ngoại, cho đến pháp không vô tánh tự tánh. Vì sao? Vì tánh của pháp không nội vân vân là không, không có sanh diệt. Không thấy bốn niệm trụ, cũng không thấy bốn chánh đoạn, cho đến tám chi thánh đạo. Vì sao? Vì tánh của bốn niệm trụ vân vân là không, không có sanh diệt. Như vậy, cho đến không thấy mười lực của Phật, cũng không thấy bốn điều không sợ, cho đến 18 pháp Phật bất cộng. Vì sao? Vì tánh của mười lực của Phật vân vân là không, không có sanh diệt. Không thấy tất cả muôn tam ma địa, cũng không thấy tất cả muôn đà la ni. Vì sao? Vì tánh của tất cả muôn tam ma địa vân vân là không, không có sanh diệt. Không thấy pháp giới, cũng không thấy chân như thật tế, cảnh giới bất tư nghì, cảnh giới an ẩn vân vân. Vì sao? Vì tánh của pháp giới vân vân là không, không có sanh diệt. Không thấy tất cả hạnh đại Bồ Tát, cũng không thấy chư Phật vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vì sao? Vì tánh của tất cả hạnh đại Bồ Tát vân vân là không, không có sanh diệt. Không thấy trí nhất thiết, cũng không thấy trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Vì sao? Vì tánh của trí nhất thiết vân vân là không, không có sanh diệt. Bạch Thế Tôn, sắc không sanh không diệt, tức là chẳng phải sắc, thọ tưởng hành thức không sanh không diệt, cũng chẳng phải thọ tưởng hành thức. Vì sao? Vì sắc vân vân cùng với không sanh không diệt, không hai, không hai chỗ. Vì sao? Vì pháp không sanh không diệt chẳng phải một, chẳng phải hai, chẳng phải nhiều, chẳng phải khác. Vì thế sắc không sanh không diệt tức là chẳng phải sắc, thọ tưởng hành thức không sanh không diệt cũng chẳng phải thọ tưởng hành thức. Bạch Thế Tôn, nhãn xứ không sanh không diệt, tức là chẳng phải nhãn xứ, nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ không sanh không diệt, cũng chẳng phải nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ. Vì sao? Vì nhãn xứ vân vân cùng với không sanh không diệt, không hai, không hai chỗ. Vì sao? Vì pháp không sanh không diệt chẳng phải một, chẳng phải hai, chẳng phải nhiều, chẳng phải khác. Vì thế nhãn xứ không sanh không diệt, tức là chẳng phải nhãn xứ, nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ không sanh không diệt, cũng chẳng phải nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ. Bạch Thế Tôn, sắc xứ không sanh không diệt, tức là chẳng phải sắc xứ, thanh hương vị xúc pháp xứ không sanh không diệt, cũng chẳng phải thanh hương vị xúc pháp xứ.
Vì sao? Vì sắc xứ vân vân cùng với không sanh không diệt, không hai chỗ. Vì sao? Vì pháp không sanh không diệt, chẳng phải một, chẳng phải hai, chẳng phải nhiều, chẳng phải khác. Vì thế sắc xứ không sanh không diệt, tức là chẳng phải sắc xứ, thanh hương vị xúc pháp xứ không sanh không diệt, cũng chẳng phải thanh hương vị xúc pháp xứ. Bạch Thế Tôn, nhãn giới không sanh không diệt, tức là chẳng phải nhãn giới, nhĩ tỷ thiệt thân ý giới không sanh không diệt, cũng chẳng phải nhĩ tỷ thiệt thân ý giới. Vì sao? Vì nhãn giới vân vân cùng với không sanh không diệt, không hai chỗ. Vì sao? Vì pháp không sanh không diệt, chẳng phải một, chẳng phải hai, chẳng phải nhiều, chẳng phải khác. Vì thế nhãn giới không sanh không diệt, tức là chẳng phải nhãn giới, nhĩ tỷ thiệt thân ý giới không sanh không diệt, cũng chẳng phải nhĩ tỷ thiệt thân ý giới. Bạch Thế Tôn, sắc giới không sanh không diệt, tức là chẳng phải sắc giới, thanh hương vị xúc pháp giới không sanh không diệt, cũng chẳng phải thanh hương vị xúc pháp giới. Vì sao? Vì sắc giới vân vân cùng với không sanh không diệt, không hai chỗ. Vì sao? Vì pháp không sanh không diệt, chẳng phải một, chẳng phải hai, chẳng phải nhiều, chẳng phải khác. Vì thế sắc giới không sanh không diệt, tức là chẳng phải sắc giới, thanh hương vị xúc pháp giới không sanh không diệt, cũng chẳng phải thanh hương vị xúc pháp giới. Bạch Thế Tôn, nhãn thức giới không sanh không diệt, tức là chẳng phải nhãn thức giới, nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới không sanh không diệt, cũng chẳng phải nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới. Vì sao? Vì nhãn thức giới vân vân cùng với không sanh không diệt, không hai chỗ. Vì sao? Vì pháp không sanh không diệt, chẳng phải một, chẳng phải hai, chẳng phải nhiều, chẳng phải khác. Vì thế nhãn thức giới không sanh không diệt, tức là chẳng phải nhãn thức giới, nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới không sanh không diệt, cũng chẳng phải nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới. Bạch Thế Tôn, nhãn xúc không sanh không diệt, tức là chẳng phải nhãn xúc, nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc không sanh không diệt, cũng chẳng phải nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc. Vì sao? Vì nhãn xúc vân vân cùng với không sanh không diệt, không hai chỗ. Vì sao? Vì pháp không sanh không diệt, chẳng phải một, chẳng phải hai, chẳng phải nhiều, chẳng phải khác. Vì thế nhãn xúc không sanh không diệt, tức là chẳng phải nhãn xúc, nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc không sanh không diệt, cũng chẳng phải nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc. Bạch Thế Tôn, các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, không sanh không diệt, tức là chẳng phải các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, các thọ do nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra không sanh không diệt, cũng chẳng phải các thọ do nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra. Vì sao? Vì các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra vân vân cùng với không sanh không diệt, không hai chỗ. Vì sao? Vì pháp không sanh không diệt, chẳng phải một, chẳng phải hai, chẳng phải nhiều, chẳng phải khác. Vì thế các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra không sanh không diệt, tức là chẳng phải các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, các thọ do nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra không sanh không diệt, cũng chẳng phải các thọ do nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra. Bạch Thế Tôn, bố thí ba la mật đa không sanh không diệt, tức là chẳng phải bố thí ba la mật đa, tịnh giới an nhẫn, tinh tấn tịnh lợi, bát nhã ba la mật đa, không sanh không diệt, cũng chẳng phải tịnh giới an nhẫn, tinh tấn tịnh lợi, bát nhã ba la mật đa. Vì sao? Vì bố thí ba la mật đa vân vân cùng với không sanh không diệt, không hai chỗ. Vì sao? Vì pháp không sanh không diệt, chẳng phải một, chẳng phải hai, chẳng phải nhiều, chẳng phải khác. Vì thế bố thí ba la mật đa không sanh không diệt, tức là chẳng phải bố thí ba la mật đa, tịnh giới an nhẫn, tinh tấn tịnh lợi, bát nhã ba la mật đa, không sanh không diệt, cũng chẳng phải tịnh giới an nhẫn, tinh tấn tịnh lợi, bát nhã ba la mật đa. Bạch Thế Tôn, pháp không nội không sanh không diệt, tức là chẳng phải pháp không nội, pháp không ngoại, cho đến pháp không vô tánh tự tánh không sanh không diệt, cũng chẳng phải pháp không ngoại, cho đến pháp không vô tánh tự tánh. Vì sao? Vì pháp không nội vân vân cùng với không sanh không diệt, không hai chỗ. Vì sao? Vì pháp không sanh không diệt, chẳng phải một, chẳng phải hai, chẳng phải nhiều, chẳng phải khác. Vì thế pháp không nội không sanh không diệt, tức là chẳng phải pháp không nội, pháp không ngoại, cho đến pháp không vô tánh tự tánh không sanh không diệt, cũng chẳng phải pháp không ngoại, cho đến pháp không vô tánh tự tánh. Bạch Thế Tôn, bốn niệm trụ không sanh không diệt, tức là chẳng phải bốn niệm trụ,
bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo không sanh không diệt, cũng chẳng phải bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo. Vì sao? Vì bốn niệm trụ vân vân cùng với không sanh không diệt, không hai không hai chỗ. Vì sao? Vì pháp không sanh không diệt chẳng phải một, chẳng phải hai, chẳng phải nhiều, chẳng phải khác. Vì thế bốn niệm trụ không sanh không diệt tức là chẳng phải bốn niệm trụ. Bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo không sanh không diệt cũng chẳng phải bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo. Bạch Thế Tôn, như vậy cho đến mười lực của Phật không sanh không diệt tức là chẳng phải mười lực của Phật, bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng không sanh không diệt cũng chẳng phải bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng. Vì sao? Vì mười lực của Phật vân vân cùng với không sanh không diệt, không hai không hai chỗ. Vì sao? Vì pháp không sanh không diệt chẳng phải một, chẳng phải hai, chẳng phải nhiều, chẳng phải khác. Vì thế mười lực của Phật không sanh không diệt tức là chẳng phải mười lực của Phật, bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng không sanh không diệt cũng chẳng phải bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng. Bạch Thế Tôn, tất cả môn tam ma địa không sanh không diệt tức là chẳng phải tất cả môn tam ma địa, tất cả môn đà la ni không sanh không diệt cũng chẳng phải tất cả môn đà la ni. Vì sao? Vì tất cả môn tam ma địa vân vân cùng với không sanh không diệt, không hai không hai chỗ. Vì sao? Vì pháp không sanh không diệt chẳng phải một, chẳng phải hai, chẳng phải nhiều, chẳng phải khác. Vì thế tất cả môn tam ma địa không sanh không diệt tức là chẳng phải tất cả môn tam ma địa, tất cả môn đà la ni không sanh không diệt cũng chẳng phải tất cả môn đà la ni. Bạch Thế Tôn, pháp giới không sanh không diệt tức là chẳng phải pháp giới chân như thật tế, cảnh giới bất tư nghỉ, cảnh giới an ẩn, vân vân. Không sanh không diệt cũng chẳng phải chân như thật tế, cảnh giới bất tư nghỉ, cảnh giới an ẩn, vân vân. Vì sao? Vì pháp giới vân vân cùng với không sanh không diệt, không hai không hai chỗ. Vì sao? Vì pháp không sanh không diệt chẳng phải một, chẳng phải hai, chẳng phải nhiều, chẳng phải khác. Vì thế pháp giới không sanh không diệt tức là chẳng phải pháp giới chân như thật tế, cảnh giới bất tư nghỉ, cảnh giới an ẩn, vân vân. Không sanh không diệt cũng chẳng phải chân như thật tế, cảnh giới bất tư nghỉ, cảnh giới an ẩn, vân vân. Bạch Thế Tôn, tất cả hạnh đại Bồ Tát không sanh không diệt tức là chẳng phải tất cả hạnh đại Bồ Tát, quả vô thượng chánh đẳng chánh giác chư Phật không sanh không diệt cũng chẳng phải quả vô thượng chánh đẳng chánh giác của chư Phật. Vì sao? Vì tất cả hạnh đại Bồ Tát vân vân cùng với không sanh không diệt, không hai không hai chỗ. Vì sao? Vì pháp không sanh không diệt chẳng phải một, chẳng phải hai, chẳng phải nhiều, chẳng phải khác. Vì thế tất cả hạnh đại Bồ Tát không sanh không diệt tức là chẳng phải tất cả hạnh đại Bồ Tát, quả vô thượng chánh đẳng chánh giác chư Phật không sanh không diệt cũng chẳng phải quả vô thượng chánh đẳng chánh giác chư Phật. Bạch Thế Tôn, trí nhất thiết không sanh không diệt tức là chẳng phải trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng không sanh không diệt cũng chẳng phải trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Vì sao? Vì trí nhất thiết vân vân cùng với không sanh không diệt, không hai không hai chỗ. Vì sao? Vì pháp không sanh không diệt chẳng phải một, chẳng phải hai, chẳng phải nhiều, chẳng phải khác. Vì thế trí nhất thiết không sanh không diệt tức là chẳng phải trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng không sanh không diệt cũng chẳng phải trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Bạch Thế Tôn, sắc không hai tức là chẳng phải sắc, thọ tưởng hành thức không hai cũng chẳng phải thọ tưởng hành thức, nhãn xứ không hai tức là chẳng phải nhãn xứ, nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ không hai cũng chẳng phải nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ, sắc xứ không hai tức là chẳng phải sắc xứ, thanh hương vị xúc pháp xứ không hai cũng chẳng phải thanh hương vị xúc pháp xứ, nhãn giới không hai tức là chẳng phải nhãn giới, nhĩ tỷ thiệt thân ý giới không hai cũng chẳng phải nhĩ tỷ thiệt thân ý giới, sắc giới không hai tức là chẳng phải sắc giới, thanh hương vị xúc pháp giới không hai cũng chẳng phải thanh hương vị xúc pháp giới, nhãn thức giới không hai tức là chẳng phải nhãn thức giới, nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới không hai cũng chẳng phải nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới, nhãn xúc không hai tức là chẳng phải nhãn xúc, nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc không hai cũng chẳng phải nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc, các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra không hai tức là chẳng phải các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, các thọ do nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra không hai cũng chẳng phải các thọ do nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra,
Bố thí ba la mật đa không hai, tức là chẳng phải bố thí ba la mật đa, tịnh giới an nhẫn, tinh tấn tịnh lự, bát nhã ba la mật đa không hai, cũng chẳng phải tịnh giới an nhẫn, tinh tấn tịnh lự, bát nhã ba la mật đa. Pháp không nội không hai, tức là chẳng phải pháp không nội, pháp không ngoại cho đến pháp không vô tánh, tự tánh không hai, cũng chẳng phải pháp không ngoại cho đến pháp không vô tánh, tự tánh. Bốn niệm trụ không hai, tức là chẳng phải bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo không hai, cũng chẳng phải bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo. Như vậy cho đến mười lực của Phật không hai, tức là chẳng phải mười lực của Phật. Bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng không hai, cũng chẳng phải bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng. Tất cả môn tam ma địa không hai, tức là chẳng phải tất cả môn tam ma địa. Tất cả môn đà la ni không hai, cũng chẳng phải tất cả môn đà la ni. Pháp giới không hai, tức là chẳng phải pháp giới chân như thật tế, cảnh giới bất tư nghỉ, cảnh giới an ẩn vân vân không hai, cũng chẳng phải chân như thật tế, cảnh giới bất tư nghỉ, cảnh giới an ẩn vân vân. Tất cả hạnh đại bồ tát không hai, tức là chẳng phải tất cả hạnh đại bồ tát. Quả vô thượng chánh đẳng chánh giác của chư Phật không hai, tức là chẳng phải quả vô thượng chánh đẳng chánh giác của chư Phật. Trí nhất thiết không hai, tức là chẳng phải trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng không hai, cũng chẳng phải trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Bạch Thế Tôn, sắc vào pháp số không hai, thọ tưởng hành thức vào pháp số không hai, nhãn xứ vào pháp số không hai, nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ vào pháp số không hai, sắc xứ vào pháp số không hai, thanh hương vị xúc pháp xứ vào pháp số không hai, nhãn giới vào pháp số không hai, nhĩ tỷ thiệt thân ý giới vào pháp số không hai, sắc giới vào pháp số không hai, thanh hương vị xúc pháp giới vào pháp số không hai, nhãn thức giới vào pháp số không hai, nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới vào pháp số không hai, nhãn xúc vào pháp số không hai, nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc vào pháp số không hai, các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra vào pháp số không hai, các thọ do nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra vào pháp số không hai, bố thí ba la mật đa vào pháp số không hai, tịnh giới an nhẫn, tinh tấn tịnh lự, bát nhã ba la mật đa vào pháp số không hai. Pháp không nội vào pháp số không hai, pháp không ngoại cho đến pháp không vô tánh, tự tánh vào pháp số không hai, bốn niệm trụ vào pháp số không hai, bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo vào pháp số không hai. Như vậy cho đến mười lực của Phật vào pháp số không hai, bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng vào pháp số không hai, tất cả môn tam ma địa vào pháp số không hai, tất cả môn đà la ni vào pháp số không hai, pháp giới vào pháp số không hai, chân như thật tế, cảnh giới bất tư nghỉ, cảnh giới an ẩn vân vân vào pháp số không hai, tất cả hạnh đại bồ tát vào pháp số không hai, quả vô thượng chánh đẳng chánh giác của chư Phật vào pháp số không hai, trí nhất thiết vào pháp số không hai, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng vào pháp số không hai.